Giữa thung sâu của huyện Krông Năng là một ngôi làng với hơn 50 nóc nhà sàn ngói đỏ truyền thống kiểu miền núi phía Bắc. Kể từ khi cả làng người Nùng An chuyển từ Cao Bằng về đây lập nghiệp, từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, cây cà phê vẫn là cây trồng chủ lực nuôi sống cả làng. Và 10 năm trở lại đây, được các đại lý trong huyện bao tiêu đầu ra, bà con đã có lãi mỗi vụ hàng trăm triệu đồng một hộ. Giá cà phê hiện đang ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua, nên vụ cà phê vừa rồi được coi là thắng lớn. Cà phê á, phát triển nó ổn định hơn, mà cái kinh tế nó tương đối cao. Cho nên bà con giữ về cái cây chủ lực là cây cà phê để mà mình làm ăn kinh tế, sắm sửa các cái thì nó phụ thuộc vào cây cà phê cả. Chung cũng triệu phú cũng cây cà phê thôi, bà con cảm thấy phấn khởi hơn nhiều. Ở làng Quảng Hòa này, trung bình mỗi nhà có từ 2 đến 3 hectare đất trồng cây cà phê. Nhiều nhà còn trồng xen thêm cây sầu riêng và mắc ca. Mấy năm gần đây, Tây Nguyên khô hạn hơn, bà con người Nùng An đã tìm cách tiết kiệm nước. Điều khiển và tắt vòi tưới nước tự động bằng điện thoại, tranh thủ sự tư vấn của các kỹ sư nông nghiệp, thậm chí còn tự cài ứng dụng di động để tra cứu tình trạng cây trồng và sâu bệnh. Mình cảm thấy là cái app này là rất là tiện dụng cho những người nông dân vì tra cứu được những cái bệnh cây cà phê mà nó bị bệnh, xong rồi mình áp dụng vào, xong rồi nếu mà phát hiện nó bị bệnh thì mình có thể mua thuốc về xử trí kịp thời. Thay đổi phương thức canh tác để phát triển bền vững với cây cà phê, kinh tế ổn định, dân làng đã đóng góp gần 1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và làm đường bê tông. Bà con người Nùng An giờ có điều kiện hơn để tập trung bảo tồn văn hóa truyền thống, từ trang phục, nghề thêu trên vải chàm và các sinh hoạt văn hóa tâm linh. Nhưng riêng kiểu kiến trúc nhà sàn bốn mái của người Nùng, thì dù có là triệu phú, họ vẫn giữ gìn nguyên vẹn giữa núi rừng Tây Nguyên này.